Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Trong clip này em sẽ tổng hợp nhiều sản phẩm khác nhau. Các bác ưng ý sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại cũng như là vào Zalo 0931008099 để em chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác có thể cọc hoặc là chuyển đủ. Và khi chuyển đủ thì em sẽ có những khuyến mãi kèm theo trên từng sản phẩm. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên, đây là thất Amly đến từ thương hiệu Onkyo. Model là Onkyo A907X. Đây là dòng đời cao nhất của thương hiệu Onkyo trong phân khúc Onkyo Intech 205. Thì Intech 205 có rất là nhiều model Amly khác nhau: 905, 905X, rồi 907, 907X. 909 nữa, nhưng mà 907X là dòng đời cuối cùng và cao nhất của Intech 205 với kích thước như sau: chiều ngang là 20.5 cm, hậu sâu 28 cm và chiều cao là 9 cm. Trên Amly này mình có thể chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được ba lăng, bass, trep, chuyển ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Mình có thể chỉnh được tông, chỉnh được sound direct. Và đặc biệt Amly dòng đề cao này nó sẽ có hai nguồn nè, một cái là standby và một cái là nguồn tổng. Khi các bác chuyển đủ 100%, một là em sẽ bao phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Còn nếu các bác không muốn em bao ship thì em sẽ tặng cho mình một cái remote để mình chỉnh được full chức năng trên cái Amly này. Giá bán của Amly này là 1,5 triệu. Mình có thể ghép với tất cả các cặp loa size mini và size trung. Amly đánh rất là khỏe nha. Mình có thể ghép với loa bass từ 10 cm cho tới 16-18 cm đều ok. Hễ size mini và size trung là ghép được với Amly này. Và ở trên này là thất tuner, tức là radio AM, FM. FM tần số là 108, Bắc Full Đài Việt Nam. Thì em có hai thất Onkyo T-405W. Mình có thể nghe được AM lẫn FM. Giá bán của thất này là 700.000. Và khi chuyển đủ, em sẽ tặng cho mình cái anten như trên clip. Bên này cũng là T-405W, nhưng mà nó có chày chút xíu ở vị trí bên trái, nên em sẽ khuyến mãi ngoài tặng anten luôn bao ship. Còn cái bên trái này thì đẹp, em không có khuyến mãi bao ship, chỉ tặng anten cho mình để nghe radio thôi nha. Lưu ý thất tuner thì cần phải có anten mình mới nghe được FM và AM. Phía dưới này là thất MD đến từ thương hiệu Kenwood, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Model là Kenwood DM-SE7, độc tốt đĩa MD. Ngoài độc tốt đĩa MD ra, thất này còn dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên Amply, cần có đĩa mồi. Em sẽ tặng cho mình một đĩa MD dùng làm đĩa mồi và mình để test nhạc luôn nha. MD em sẽ chép nhạc theo yêu cầu cho các bác. Và khi các bác chuyển đủ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi mình nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Mình có thể cọc hoặc là chuyển đủ đều được. Các bác có thể cọc trước 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ bao phí ship tặng nơi. Và bên này là cặp lo đến từ thương hiệu Onkyo, model là Onkyo D-F700. Cặp lo này bass là 14 cm, chiều cao của lo là 28 cm, chiều ngang của hai lo là 32 cm trên hai lo. Trep đơm, hậu lo rất là sâu, lo rất là đẹp nha. Onkyo F700 công suất là 70W, một thùng 140W. Trên cặp lo trở kháng của lo là 6 ohm. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo để nhân viên gửi hình ảnh và tư vấn thêm cho mình. Và cuối cùng, đây là thớt cassette đến từ thương hiệu Kenwood, model là Kenwood 7G. Giá bán của thớt cassette này là 700.000 và chuyển đủ em bao ship. Đây, mình sẽ đi vào test chất lượng từng sản phẩm, rồi sau đó em sẽ kết thúc clip. Các bác cứ vào Zalo hoặc là gọi trực tiếp để nhân viên bên em tư vấn chốt hàng. Rồi bây giờ mình sẽ test radio trước nha. Ở đây sẽ có hai thớt nữa, em cắm anten một thớt thôi. Đây, mình muốn nghe radio thì ở nhà mình phải có cái Amply, có cặp loa, sau đó mình lấy dây AV mình kết nối là xong. Khoảng là
FM tần số là 108, hiện tại em đang dò ở tần số 90 MHz. Mình muốn dò thêm nữa thì mình nhắn TuneIn, mình muốn chuyển qua AM thì mình nhắn băng. Ngày mà 246 anh có hơn lửa trong đêm. Vậy là FM ok, bây giờ mình qua AM nha. Quá cao là phần nào do tình trạng đầu cơ. Giá bất động sản nhà ở tại thành phố lớn như là đây, đây em có cái anten tặng kèm nè. À, mình dơ anten để bắt trong hơn. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ tương đối thấp, ngoại trừ ở một số ít phân khúc dành cho này, người này AM, FM hoạt động ok. Ở ngoài ánh sáng á, thì ngoài trời nó chiếu vào rất là nhiều, nên mình thấy nó không được rõ cái mặt màn hình, nhưng mà màn hình rất là sáng đẹp nha. Do cái ánh sáng tương phản nè, mình nhìn từ xa mình không có thấy. Rồi, vậy là AM, FM ok. Tiếp theo em sẽ test thất mà đi này cho mình tham khảo. Mình muốn test mà đi á, thì em đã ghim giải mã sẵn rồi. Bây giờ em sẽ mở nhạc ở trên máy vi tính, tại máy vi tính em có optical, mình có thể mở trên Max TV thì ok. Thì mình giải mã thì mình nhắn vào lúc này. À, giờ ở đây mình sẽ chuyển ngõ về thất em mà đi. Rất là đơn giản, dễ dàng. Size nhỏ, size mini, size trung, hoặc là size đại, hoặc là âm ly lẻ, size 40, 42, tất cả đều ok. Dùng giải mã để mình nghe nhạc, xem phim, hoặc là mình hỗ trợ karaoke cho chất lượng âm thanh hay hơn, chuẩn hơn khi giải mã DC24B qua Max TV. Vậy là thất MD thì giải mã ok. Mình muốn nghe nhạc qua MD thì mình stop giải mã đi, sau đó mình nhắn like ở đây là nó sẽ đọc đĩa cho mình nha. Đây là đọc đĩa tốt nè, giải mã tốt. Thất này có giá bán là 1.300.000. Điểm đủ, em tặng cho mình đĩa mà đi với nhạc theo cầu và bao không khí xếp thẳng lên. Thất tuner, các xếp này đồng giá là 700.000 trên mỗi thất. Đến bao giờ trở về Việt Nam? Và cặp loa Ongo F700 này có giá bán là 1.300.000, chuyển đủ em bao ship tận nơi. Và bây giờ mình sẽ test qua cassette. Cassette thì mình cứ chuyển ngõ thôi. Rồi, mình bỏ cassette vào sau đó nhắn lại. Mặt sau của cặp loa, mặt sau của tất cả các thớt. Âm ly này chạm là rắc bắp chuối. Hàng nội địa Nhật Made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V, công suất âm ly là 45W. Và tất cả các thớt còn lại sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV. Bây giờ em xin kết thúc clip nha. Các bác có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em chốt hàng.